Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe ở cái phân khúc hạng A của Toyota quý vị và các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Wego. Chắc quý vị và các bạn cũng đã biết ở Toyota Wego nó có hai phiên bản, một phiên bản là số sàn, một phiên bản nữa là số tự động, phiên bản đều là 1.2. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn phiên bản 1.2 số tự động. Chiếc xe được sản xuất năm 2019 và đăng ký cuối tháng 12 năm 2019, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội. Chiếc xe nhập khẩu được sản xuất tại Indonesia, quý vị và các bạn nhé. 2019 thì chiếc xe này vẫn còn bảo hành tại hãng, full lịch sử bảo hành, bảo dưỡng tại hãng luôn. Và chiếc xe này thì chúng tôi vẫn bán trả góp quý vị và các bạn nhé. Vẫn bán trả góp, vẫn hỗ trợ 70% giá trị của xe cho quý vị và các bạn. Và chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 345 triệu đồng. Vậy quý vị và các bạn nào mà đang có nhu cầu về chiếc xe Toyota Wego số tự động 2019 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để ở phía dưới góc bên phải màn ảnh của quý vị và các bạn đây ạ, là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Toyota Wego nhập khẩu nguyên chiếc này ạ. Nhìn về cái phần đầu thì quý vị và các bạn thấy đây ạ, chiếc xe cũng đã được trang bị đầy đủ từ đèn bi rồi, đèn pha bi này. Đấy, đèn gầm đầy đủ hết cả rồi quý vị và bạn nhé. Và chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết thứ nhất là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc nguyên bản ạ. Chúng tôi mua về được trong buổi chiều ngày hôm qua, nhưng nay tôi mới có thời gian đi quay cho quý vị các bạn là chiếc xe này là nó cũng chỉ bị va chạm xước sát rất là nhỏ nhẹ thôi. Lát nữa thì tôi sẽ chỉ cho quý vị các bạn từng vết xước một ở chiếc xe này nhé. Không mất một chút keo chỉ nào cả vì không bị đâm va chạm nặng, chỉ gọi là xước sát nhỏ nhẹ thôi. Tại vì chiếc xe này được đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, được tham gia giao thông ở Hà Nội này, cho nên là những cái việc xước sát nhỏ nhẹ thì không thể tránh được. Sau đây thì tôi sẽ không luyên thuyên, không dài dòng nữa, tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn ngay bây giờ đây ạ. Mời quý vị và các bạn. Trước tiên thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi xem qua về cái phần ngoại thất bên ngoài và đặc biệt là cái phần đầu quý vị và bạn nhé. Đấy, chiếc xe này là chúng tôi vừa mới mua về được trong buổi chiều ngày hôm qua, chưa có kịp dọn dẹp, chưa có kịp đánh bóng gì cả, cho nên là nhìn bên ngoài thì quý vị các bạn thấy đấy ạ, nó có đôi phần xước sát một chút thôi ạ. Đấy, xước sát cũng rất là nhỏ nhẹ thôi quý vị và bạn nhé. Đây là những cái phần này là phần đầu, phần ba đơn sốc trước, phần nhựa như này này, không thể tránh được những cái việc xước sát nhỏ nhẹ mà tôi để nguyên đây quý vị và bạn này. Đấy, tôi thì rất là thật, có cái gì là tôi cứ chỉ rõ luôn như thế vậy đã, có như thế nào là tôi quay luôn cho quý vị các bạn cùng xem như vậy đấy. Vì chúng tôi vừa mới mua về cho nên là chưa có sơn, chưa có đánh bóng, chưa có dọn dẹp gì cả, cho nên là nó có hơi xước sát một chút thôi ạ. Những cái việc đấy là có thể cho phép được quý vị các bạn ạ. Đấy, ở cái phần ba đời sốc trước hoặc ba đời sốc sau hoặc bên thân vỏ này, chiếc xe này thì chủ yếu có xước sát có một chút ở đằng trước thôi ạ, đằng sau thì không có gì cả. Đấy, tôi quay chi tiết lại cho quý vị và các bạn cùng xem nhé, để quý vị và các bạn thấy được là chiếc xe này nó còn đẹp như nào, còn mới như thế nào. Chiếc xe được sản xuất năm 2019, đăng ký cuối tháng 12 năm 2019, cho nên là nó còn rất là đẹp. Đã lăn bánh được 27.000 km rồi quý vị và bạn nhé. Đấy, chỉ có bị xước sát một chút ở đằng trước thôi, chứ đằng sau thì không có xước sát gì đâu quý vị và các bạn ạ. Đằng sau thì không có xước sát, chủ yếu có một chút ở đằng trước thôi ạ. Rất là đẹp, cả cái phần vỏ này rất là mới quý vị các bạn ạ. Chiếc xe còn bảo hành tại hãng luôn, và chủ xe cũng bảo hành bảo dưỡng đầy đủ tại hãng, có thể nói đây là full lịch sử bảo hành bảo dưỡng tại hãng quý vị các bạn ạ. Đấy, rất là mới, rất là đẹp. Mới lăn bánh được 27.000 km cho nên là cái dàn lốp theo xe còn nguyên là cái chuyện bình thường quý vị các bạn nhé. Đây là cái đết lốp này, chiếc xe này sản xuất năm 2019, cả một cái dàn lốp này là đết 2019 luôn quý vị các bạn ạ. Là dàn đúc mặt phay. Đấy, là răng đúc mặt phay rất là đẹp. Và chiếc xe được sản xuất năm 2019 đây, đế lốp 2019 đây, và lốp còn rất là dày. Đồng hồ công tơ mét này là 27.000 km là chuẩn nhá, chúng tôi cam kết là không tua đồng hồ. Đấy, nếu sai tôi sẵn sàng tặng chiếc xe này cho quý vị và các bạn đồng hồ chuẩn. Đấy, đế lốp 19 này, lốp còn rất là dày luôn. Đấy, toàn bộ là đế 2019 hết luôn quý vị và các bạn nhé.
Đấy, còn rất là dày. Và đồng hồ nguyên, đồng hồ chuẩn không tua quý vị các bạn ạ. Đấy, về cái phần vỏ này. Nhìn về cái phần đằng trước thì quý vị các bạn thấy đấy ạ, cái cụm đèn pha rất là mới luôn này. Chưa có xước sát gì cả, đây là cái cụm đèn pha. Và xe cũng đã được trang bị đèn pha bi xenon quý vị các bạn nhá. Đèn pha bi xenon này. Đèn gầm này, rất là mới, rất là sáng. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, cho nên là nó còn mới, còn sáng, còn đẹp như thế này đấy ạ. Xi nhan tích hợp trên gương. Gương chiếu hậu là gập điện rồi quý vị bạn nhá. Gương chiếu hậu gập điện này, xi nhan tích hợp trên gương. Rất là mới. Đây là cái cụm đèn hậu. Đèn hậu cũng còn mới nguyên ạ, chưa có xước sát gì cả này. Đấy là cái cụm đèn hậu của xe. Và xe cũng đã được chủ xe lắp thêm đầy đủ, ví dụ như là cảm biến lùi, đầu DVD, màn hình camera lùi đầy đủ rồi quý vị các bạn nhé. Phiên bản 1.2G đấy ạ. Đấy, phiên bản 1.2G số tự động. Đấy, về cái phần option, về cái phần ngoại thất bên ngoài. Đấy, thì rất là đẹp rồi quý vị các bạn ạ. Và cái điều đặc biệt ở chiếc xe WeGo này là cái hộp số tự động 1.2 lít. Thì đây là cái mức tiêu thụ nhiên liệu mà nhà sản xuất công bố đây quý vị các bạn nhé. Đấy, xăng 92 và chỉ 5,3 lít cho 100 km quãng đường kết hợp, và 6,87 lít cho 100 km trong khu đô thị. Nếu như chạy ở ngoài khu đô thị, tức là chạy đường trường đấy ạ, chỉ 4,36 lít xăng thôi quý vị các bạn nhé. Đấy, rất là tiết kiệm. Xe cũng đã được trang bị thêm một chiếc anten ở bên ngoài đây quý vị các bạn ạ. Đây là cái anten của xe ở bên ngoài nhé. Tôi phải rút cái anten này ra xem nào. Tôi cũng chưa dùng những cái này bao giờ đâu. Đây, rút cái anten nó ra như này. Nhưng mà mấy khi dùng đến toàn thể. Đấy. Về ngoại thất thì rất là đẹp rồi, không có cái gì phải để chê về chiếc xe này nữa quý vị các bạn ạ. Đấy, rất là mới, rất là đẹp như thế này rồi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về cái phần nội thất của chiếc xe nhé. Đầu tiên là cái cánh cửa bên lái đây quý vị các bạn ạ. Tôi cũng giới thiệu cho quý vị các bạn xem là keo chỉ còn nguyên bản đây này. Đây là cái cánh cửa bên lái này, keo chỉ nguyên bản này, còn rất là mới quý vị các bạn ạ. Keo chỉ nguyên bản này. Ốc bản lề cũng còn nguyên bản luôn. Đấy, còn nguyên hết luôn ạ, rất là đẹp. Đấy, và bộ ghế da chắc chắn là cái xe này là được trang bị là ghế nỉ, và chủ xe đã lắp thêm ghế da. Gương chiếu hậu gập điện này. Vô lăng tích hợp các phím điều khiển. Đấy. Đây là cái tem của nhà sản xuất đây quý vị các bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2019 này, sản xuất tại Indo quý vị bạn ạ. Đây là nhập khẩu nguyên chiếc đấy, chiếc xe là nhập khẩu nguyên chiếc. Đấy, rất là mới, rất là đẹp. Và đây là cái phần táp bi cửa phía sau, keo chỉ cũng còn nguyên luôn quý vị bạn nhé, không mất một phân keo chỉ nữa đâu. Chiếc xe này còn được bảo hành, bảo dưỡng tại hãng, cho nên là quý vị và các bạn có thể yên tâm về chất lượng của chiếc xe này. Đấy, chiếc xe này là chúng tôi mua về còn chưa có dọn dẹp gì đâu ạ. Đây là còn bẩn nguyên đấy ạ. Đây chứ bẩn thôi chứ còn ốc là nguyên bản hết quý vị bạn nhé. Chưa có một vết tháo ốc đâu ạ. Đấy. Rất là mới, rất là đẹp. Một chiếc xe 1.2 số tự động. Chỉ hơn 300 triệu đồng thôi thì quý vị và các bạn đã được sở hữu ngay một chiếc xe TOTA số tự động rồi đấy ạ. Đấy, tôi sẽ mở cái điện lên cho quý vị và các bạn cùng xem về cái phần đồng hồ của chiếc xe nhé. Chiếc xe lăn bánh được 27.000 km rồi quý vị bạn ạ. Đây là cái màn hình. Đấy, màn hình này là chủ xe lắp thêm quý vị bạn ạ. Đấy. Đấy, đã có màn hình đồng hồ chuẩn 27.000 km ạ. Chúng tôi cam kết là cái đồng hồ này chuẩn, nếu như mà sai tôi sẵn sàng tặng chiếc xe này cho quý vị các bạn ạ. Đấy, rất là mới, rất là đẹp luôn. Ở cái phân khúc hạng A thì những chiếc xe này cũng được thiết kế với option thì đơn giản thôi quý vị các bạn ạ. Đấy, cơ bản là chúng tôi muốn giới thiệu cho quý vị các bạn nó còn nguyên bản và còn rất đẹp như này đấy ạ.
từ những cái trần cũng rất là sạch sẽ. Mặc dù chiếc xe này chúng tôi vừa mới mua về trong buổi chiều ngày hôm qua, còn chưa có đánh bóng hay là chưa có dọn dẹp gì đâu, tôi chỉ có rửa qua đi đem ra đây để chụp ảnh để quay lên cho quý vị các bạn cùng xem thôi. Tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu tiếp về những cái phần còn lại của chiếc xe nhé. Tôi sẽ lần lượt giới thiệu chi tiết từng bộ phận một để quý vị và các bạn được xem. Tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần cửa sau, hay là còn gọi là cái cốp sau đây. Đây là cái phần cốp sau này. Ốc bản lề cũng còn nguyên bản hết luôn quý vị bạn nhé. Chúng tôi cam kết là còn nguyên bản hết luôn. Từ ốc bản lề này, keo chỉ này, còn nguyên bản hết ạ. Chưa có mất một phân keo chỉ nào cả, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì quý vị bạn nhé. Còn nguyên hết luôn đấy ạ. Phần đây là cái phần này, cốp sau chưa có dọn dẹp gì cả cho nên là nó hơi bẩn một chút thôi quý vị các bạn ạ. Nếu như dọn dẹp đi thì nó sẽ rất là đẹp, rất là mới đấy ạ, vì chiếc xe này mới sử dụng được 2 năm. Đây là cái bộ lốp sơ cua đấy ạ, lốp sơ cua cũng còn rất là mới. Đét của cái lốp sơ cua này cùng 29, 5 quả lốp này là còn nguyên bản hết luôn quý vị các bạn nhé, rất là đẹp. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ này ra cho quý vị và các bạn cùng xem này. Keo chỉ cũng còn nguyên bản hết này. Keo chỉ nguyên bản hết luôn quý vị và các bạn ạ. Từ những cái đai dây an toàn đây này. Đây hoàn toàn đây, còn chưa bóc ni lông thôi quý vị bạn ạ. Đấy, mới như vậy đấy, rất là mới. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa trước bên phụ này cho quý vị các bạn cùng xem nhé. Keo chỉ nguyên bản này. Keo chỉ nguyên bản này. Chúng tôi cam kết là còn nguyên bản hết đấy. Ốc bản lề cũng còn nguyên, mặc dù là chúng tôi chưa có dọn dẹp thì là nhìn cái hốc trong này nó hơi bẩn một chút, nhưng không sao, nó nguyên bản quý vị các bạn ạ. Đó là nguyên bản. Rất là mới, rất là đẹp. Ngoại thất thì rất là đẹp và nội thất cũng rất là sạch sẽ, đẹp đẽ rồi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về cái khối động cơ xăng 1.2 này, xem nó có còn nguyên bản hay không nhé. Thì đầu tiên là tôi sẽ mời quý vị và các bạn xem về cái phần động cơ này. Trước tiên là cái phần ốc mặt máy đây quý vị các bạn nhé. Đấy, còn nguyên bản hết này. Mới chạy có 27.000 km thôi, còn nguyên bản là cái chuyện bình thường rồi quý vị các bạn ạ. Không còn nguyên bản mới là chuyện lạ thôi. Đấy, tất cả cái dàn ốc mặt máy này là còn nguyên bản hết này. Tất cả các con ốc mặt máy này còn nguyên, và ốc chân máy cũng còn nguyên luôn quý vị bạn ạ. Còn nguyên bản hết đấy ạ. Bên ốc chân máy, chân số, bên này là chân số này, cũng còn nguyên bản luôn ạ. Tất cả các con ốc trong cái khoang máy này còn nguyên bản hết luôn quý vị bạn nhé. Chưa có một cái bộ phận nào phải tháo, phải thay. Đấy, còn nguyên hết luôn. Và đây là cái ốc cabo đây quý vị bạn này. Ốc cabo cũng còn nguyên bản này. Keo chỉ cabo cũng còn nguyên bản hết ạ. Chưa có mất một phân keo chỉ nào cả. Keo chỉ còn nguyên hết đây ạ. Đấy. Ốc cabo nguyên bản này. Từ những cái ốc tai cho đến những cái ốc đầu này là còn nguyên hết đây quý vị bạn nhé. Chúng tôi cam kết thứ nhất là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc còn nguyên bản. Cái máy móc không những nó còn nguyên bản và còn rất là mới như này này. Chúng tôi mua về là chúng tôi chưa có dọn dẹp gì đâu, nguyên đấy quý vị bạn nhé. Đấy, nguyên cả những cái vết chân chuột đây này, cái vết chân chuột nó có vào đây một chút này. Đấy, đây này, bẩn đây này, tôi mà lau đi là nó sạch luôn quý vị bạn thấy nhá. Đấy, mà tôi còn chưa lau cơ, chưa dọn cơ. Đấy, đấy, toàn những cái vết chân chuột thôi, chứ còn nó còn nguyên hết đấy, rất là mới, rất là sạch sẽ đấy.
với những chiếc xe cũ mà chưa dọn mà như này nó rất là sạch rồi quý vị các bạn ạ. Đấy, bẩn như thế này là cái mức độ cho phép, và không phải dọn cái động cơ này thì không phải dọn thế nào cả. Đấy, rất là mới, không khác gì một chiếc xe mới đâu, vì chiếc xe mới lăn bánh được có 27.000 km thì gần như là mới hết rốt đa thôi ạ. Về chất lượng thì chiếc xe này thì quý vị các bạn yên tâm luôn ạ, còn bảo hành bảo dưỡng tại hãng cơ ạ. Đấy, cho nên là yên tâm tuyệt đối về chất lượng của chiếc xe này. Quý vị các bạn nào mà quan tâm thì chỉ quan tâm về cái giá thôi. Cái giá thì chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 345 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị các bạn. Quý vị các bạn có thể vay tối đa lên đến 70% giá trị của xe trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi. Thủ tục thì nhanh chóng đơn giản. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Wigo 2019 số tự động này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Thank you.